Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Cần tôn trọng quyền lựa chọn của người dân tộc thiểu số Ngày 15 tháng 6, trên trang Facebook cá nhân của kiến trúc sư Dương Quốc Chính có bài Chính sách dân tộc hay sự độc tài của đám độc Tác giả nêu quan điểm rằng người Việt có rất nhiều đặc điểm của người Hán về sức sống mãnh liệt và khả năng đồng hóa các dân tộc khác Chính Việt tộc ở miền Nam Trung Quốc đã bị Hán hóa, nhưng người Việt ở Việt Nam với sức kháng cự mạnh mẽ nên đã thoát khỏi sự đồng hóa đó. Hình ảnh status trên trang cá nhân của tác giả Dương Quốc Chính. Nhưng người Việt lần hồi lấn vào miền Nam để đồng hóa các dân tộc khác, y như người Hán. Đó là vì chúng ta không đủ lực để lấn lên phía Bắc nên đã đè xuống phương Nam. Tác giả cho biết Việt Nam có 54 dân tộc nhưng chỉ có hai nhóm chính một là nhóm có nhiều đặc điểm về nhân chủng giống Trung Quốc, Mông Cổ. Nhóm thứ hai là chủng người có nguồn gốc từ Nam đảo, Indonesia, Malaysia tràn lên. Nhóm này từ Ấn Độ sang. Bán đảo Đông Dương chính là nơi giao thoa của hai nền văn minh Ấn Độ và Trung Quốc. Phía Nam ảnh hưởng bởi Ấn Độ, phía Bắc ảnh hưởng bởi Trung Quốc. Theo tác giả, người Tây Nguyên có nguồn gốc Nam đảo, họ gần gũi và từng hòa huyết với các sắc dân Champa, Khmer tức là cũng gần với người campuchia lào thái hơn người kinh nhất là người kinh miền bắc người kinh dễ dàng đồng hóa các dân tộc anh em có nguồn gốc chủng tộc gần giống chủ yếu ở phía bắc người tày nùng giao phía bắc rất giống người kinh mà càng giống nhau càng dễ hòa nhập lại càng dễ bị đồng hóa và ít có nhu cầu chống lại sự đồng hóa đó tác giả nhận xét với người tây nguyên chính vì có sự khác biệt quá lớn về chủng tộc văn hóa và sự phát triển nên người dân tộc ở đây sẽ khó bị đồng hóa hơn các dân tộc khác. Họ cũng sẽ bức xúc hơn nếu bị đồng hóa. Người ta sẽ khó chịu hơn nếu bị áp đặt bởi một dân tộc có văn hóa xa lạ hơn. Tác giả nhắc đến nhiều comment rất hùng hằng của nhiều người, trong đó có đủ thành phần, trí thức cũng có. Đại ý rằng, người thiểu số bắt buộc phải phục tùng đa số ở địa phương. Người Kinh bây giờ có lẽ chiếm hơn 80% dân số Tây Nguyên, nên người đồng bào phải bắt buộc tuân thủ quy định chung. Đám đông lên đồng, hò hét đòi báo thù người đồng bào, nợ máu phải trả máu vì pháp luật do đám đông hơn tạo ra và dĩ nhiên những kẻ kia trở thành khủng bố. Tác giả nhận định tất nhiên phạm pháp phải đền tội theo pháp luật, điều đó không phải bàn. Điều cần bàn ở đây là sự độc tài của đám đông. Nếu bỏ phiếu tỏ ra là dân chủ thì 80% có thể tiêu diệt 20% còn lại hình ảnh văn hóa cồng chiên của người tây nguyên tác giả so sánh người kinh lên tây nguyên không cướp đất không thực dân mà đi mua đất của người đồng bào nhưng người tàu sang việt nam cũng mua đất chui qua người việt để đầu tư bất động sản rồi sinh con lấy vợ ở việt nam thì người việt nam lại nhảy dựng lên lo là người tàu cướp đất nhìn dân việt nam biểu tình chống luật đặc khu cũng là do ngại người tàu qua đồng hóa dù họ chỉ thuê và kết luận đó cũng là phản ứng tự nhiên như người đồng bào mà thôi thực tế tác giả nhận xét chính những sự ưu đãi cũng là một cách đồng hóa văn hóa người kinh cho người đồng bào về hà nội sài gòn học hành thì họ cũng không thể phát triển hoặc bảo tồn văn hóa của dân tộc họ mà biến họ và con cháu họ thành phần tinh hoa nhất của dân tộc đó thành người kinh một cách từ từ Tóm lại, theo tác giả, sự đồng hóa có thể do cố tình sử dụng chính sách công khai hay bí mật hoặc do vô thức, tự nhiên là khó tránh khỏi ở tất cả các nước trên thế giới ở mọi thể chế. Thời Việt Nam Cộng Hòa cũng có đồng hóa Tây Nguyên ác liệt, nên sự phản kháng của dân Tây Nguyên với người Kinh là từ xa xưa, Fuen rô và Degar, có từ thời Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng với chế độ Cộng sản thì sự độc tài của đám đông sẽ bị đẩy lên tầm cao hơn nhiều do bản chất thể chế có tính áp đặt và dễ dàng đàn áp thiểu số nhân danh đa số hơn. Tuy nhiên, tác giả nêu quan điểm, đứng trước sự hội nhập quốc tế với các chuẩn mực dân chủ phổ quát và sự tự do hóa, Việt Nam sẽ phải có điều chỉnh những chính sách để tránh sự độc tài của đám đông nói chung và trong chính sách dân tộc nói riêng. Đó là để cho nhóm yếu thế được lên tiếng, được quyền lựa chọn cái mà họ mong muốn chính là để duy trì sự đa dạng văn hóa và chủng tộc. Về bản chất nó cũng như sự bảo tồn mà thôi. Ở Tây Nguyên cũng cần phải có chính sách để người đồng bào có quyền phủ quyết một số lĩnh vực, ví dụ như chính sách đất đai, cần sự đồng thuận tuyệt đối, chứ không phải sự đồng thuận theo đa số. Nên nhớ quyền được lựa chọn cuộc sống, cách sống nên được tôn trọng. Tác giả nêu ví dụ về chuyện người kinh bắt mấy người ruột từ trên rừng về phố sống, bắt họ mặc quần áo sống cuộc sống văn minh họ có vui thú gì đâu vì họ nhớ rừng nhớ cây cỏ muôn thú họ đâu cần cuộc sống văn minh đa số chúng ta có thể cho rằng họ mong muội nhưng đó là sự lựa chọn cần tôn trọng không có khôn hay ngu gì ở đây mà đó là sự lựa chọn người đồng bào cũng vậy thôi hãy tôn trọng sự lựa chọn của họ quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cần tôn trọng quyền lựa chọn của người dân tộc thiểu số. Thông điệp từ trong tụ của luật sư Đặng Đình Bách Ngày 14 tháng 6, VOA Tiếng Việt loan tin, luật sư môi trường Đặng Đình Bách tuyệt thực vì công lý. Theo đó, luật sư môi trường Đặng Đình Bách bắt đầu tuyệt thực từ ngày 9 tháng 6. Cuộc tuyệt thực này diễn ra giữa lúc nhóm làm việc của Liên Hiệp Quốc ra kết luận rằng việc chính quyền Việt Nam tống giam ông Bách với cáo buộc trốn thuế là tùy tiện, điều mà Hà Nội trước đó đã bác bỏ, hình ảnh bản tin trên VOA. VOA dẫn lời bà Thảo cho biết về lý do chồng bà tuyệt thực. Anh Bách nói quyết định tuyệt thực của anh ấy rằng về bản chất là anh ấy muốn truyền đi thông điệp để nâng cao nhận thức của mọi người về các vấn đề xã hội như môi trường, công lý và khí hậu. Mong muốn tất cả cùng hợp nhất để giải quyết những vấn đề toàn cầu còn về hình thức, anh ấy nói tôi sẽ tuyệt thực hoàn toàn từ ngày 9 tháng 6 và tôi chấp nhận mọi hậu quả dù mất đi thân mạng. Trước đó vào tháng 3, ông Đặng Đình Bách, người đang thụ án 5 năm tù vì cáo buộc trốn thuế tại trại giam số 6 ở Nghệ An do Bộ Công an quản lý, đã chuyển thông điệp ra ngoài như sau. Tôi khẩn thiết yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam cân nhắc lại việc coi các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động xã hội là mối đe dọa an ninh chính trị để từ đó dừng việc bắt bớ vô cớ và khép tội oan sai. Đồng thời, bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững một cách thực chất và có trách nhiệm bao gồm và không giới hạn về biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và quyền con người. Vào cuối tháng 5, theo một bài báo khác của VOA cho hay, hơn 80 tổ chức quốc tế tranh đấu vì nhân quyền và công bằng khí hậu từ khắp nơi trên thế giới đã ký một thỉnh nguyện thư kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho luật sư môi trường Đặng Đình Bách, người được cho là sẽ tuyệt thực từ ngày 24 tháng 6 sắp tới. Đồng thời, nhóm này cũng vận động chiến dịch tuyệt thực kéo dài một tháng để tiếp sức với ông. Bức thư viết rằng, ông Đặng Đình Bách đang thụ án 5 năm tù tại Việt Nam về tội trốn thuế ngụy tạo sau khi vận động cho phong trào chống điện thang của đất nước mình. Chính phủ Việt Nam tự cam kết đạt mức thải rộng bằng không vào năm 2050 và chấp nhận tiêu tốn 15,5 tỷ đô la Mỹ để chuyển đổi sang năng lượng sạch. Nhưng điều này không thực hiện được nếu những người lãnh đạo về khí hậu như ông Bách bị cho vào tù. Hình ảnh hơn 80 tổ chức vận động cho luật sư Đặng Đình Bách. Mặc dù đóng một vai trò cốt yếu trong những cam kết về khí hậu, ông Bách là một trong bốn thành viên của Liên minh Năng lượng Bền Vững Việt Nam đã bị bỏ tù ở Việt Nam. Điều này cho thấy một khuynh hướng đang diễn ra và rất đáng quan ngại. Bức thư gửi những người ủng hộ chuyển đổi năng lượng công bằng và phát triển bền vững ở Việt Nam viết. VOA dẫn lời bà Mina Jagannath, điều phối viên của mạng lưới luật sư toàn cầu thuộc tổ chức Movement Law Lab, một tổ chức mà ông Bach là một thành viên trước khi bị bắt, cho biết. Ông Bách là một nhà bảo vệ khí hậu và không nên bị trừng phạt vì đã tham gia vào quá trình chuyển đổi năng lượng sạch của Việt Nam. Điều quan trọng đối với các luật sư nhân quyền và những người bảo vệ môi trường trên toàn thế giới là đứng lên bảo vệ đồng nghiệp của chúng ta ở Việt Nam. Việc này bày tỏ sự đoàn kết cực kỳ quan trọng đối với tương lai của khu vực và hành tinh. Ngay bây giờ tất cả chúng tôi đều lo lắng cho tính mạng của ông ấy. Bà Trần Phương Thảo, vợ của ông Đặng Đình Bắc, hôm 26 tháng 5 nói với VOA rằng đợt vận động này sẽ thể hiện sự đoàn kết toàn cầu hướng đến những nhà hoạt động vì môi trường và họ lên tiếng vì công lý. Chuyển thông điệp từ nhà tù Việt Nam ra quốc tế, bà Thảo cho biết rằng chồng bà sẽ tùy thực toàn phần nhằm phản đối bản án bất công và yêu cầu được trả tự do ngay lập tức. Vào giữa tháng 5 năm 2023, nhóm công tác về bắt giữ tùy tiện của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã đưa ý kiến liên quan đến việc bỏ tù ông Bắc, cho rằng đó là sự vi phạm pháp luật quốc tế và bày tỏ lo ngại về vấn đề mang tính hệ thống với việc giam giữ tùy tiện đối với các nhà bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin thông điệp từ trong tù của luật sư Đặng Đình Bắc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh youtube và facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất ngọc thơ thời báo d